Tôi là học viên bình thường ở khóa của Cái Châu. Tôi đã học được hết các khóa về thần kinh liên tâm cũng như là các khóa cảm thảo rồi. Thì tôi bây giờ đang trong quá trình gọi là tập chữa bệnh và rèn luyện thân thể của bản thân. Thì báo cáo với tất cả các quý vị là tôi thì sau khi được thầy Châu truyền thụ phương pháp của trường đá lóng Đồng Gan thì tôi bắt đầu học tập và tiềm đá, tôi tiềm liên tục và đến hôm nay là khoảng hơn 2 rồi. Thì qua rất nhiều kỳ mà đã kiểm tra sức khỏe thì báo cáo quý vị là vô cùng tốt bụng. Tôi cảm thấy rất hài lòng về tiềm đá. Ngày hôm nay tôi tiềm 4 viên, nhưng phải tiềm 2 viên nữa. Đấy, tôi sau khi bị tiềm đá thì tôi tiềm 4 viên là 2 viên rồi. Và chính cùng gan cái này, cái trung tâm mạch máu, động mạch, tĩnh mạch và 2 viên là vùng bụng. Cái bụng tôi to quá, nó chiều thì nó không giảm bớt, ví dụ nếu như cái này nó phải ăn, nó phải chất không có khác. Nhưng mà riêng chiều đá thì các chỉ số của máu của tôi thì có báo cáo quý vị là trước đây, trước khi tôi nghỉ hưu thì nói thật là sức khỏe tôi rêu rạo lắm. Bệnh của tôi là viêm phế quản mãn tính này, huyết áp giai đoạn 2, cách đây khoảng hơn 20 năm rồi. Tôi đã từng bị tai biến, và tai biến nhẹ một lần rồi. Đấy, chứ tôi bị sức khỏe cũng phải bê rất sâu, rất nhiều bệnh tật, rồi đi ăn nhiễm mỡ, rồi thì hút, rồi thì... Nhưng hiện nay thì gần như tất cả các chỉ số của tôi là nó về chuẩn hết, trừ mỗi chỉ số của hút là còn hơi cao một chút. Nhưng mà rất lý kỳ vì mặc dù tôi đi nghỉ mát thì bị điều dưỡng thì tôi cũng đã hạ giảm ra ba bữa ngày, có khi cả tuần luôn, rồi cũng chả sao cả. Tất nhiên phải rất dè chừng bởi vì mình uống thì nó chất cao, nó nhiễm ngấm trực tiếp vào máu luôn. Đấy, nên ra tôi có chỉ số, các chỉ số khác người trở hết rồi. Trước đây với các chỉ số của tôi thì rất cao. Đấy, còn nó có hao hiện thì mình đấy, cho nên vị nào mà đã trường rồi thì các vị tích cực kiểm nghiệm, mà nếu vị nào có điều kiện thì trường được 2 buổi tốt nhất. Mà tôi chỉ trường 1 buổi tối không, tối từ trường độ 7 giờ 7 rưỡi đến ra không xong là tôi chuyển khoảng tiếng đến tiếng thì báo cáo thì thế, mà tôi chuyển liên tục, không có ngày nào tôi quên. Trừ đi đâu xa quá mà không điều kiện thì tôi chịu rồi, thì rồi cứ ăn cơm xong buổi tối là tôi cũng đốt rồi, tôi hai đá ở trong ngồi đi sắm là tham gia tôi ăn tôi chiều rồi. Đấy, báo cáo thì nó tốt như thế, nó đẩy lùi tất cả các bệnh tật. Mà báo cáo thì năm nay tôi là 68 tuổi rồi. Đấy, không còn trẻ tôi nữa, nên tôi tức là tôi cảm thấy tôi thì nó lên nhẹ nhàng, bỏ những sinh viên cũng phải nhưng cứ rất phát nhanh, ví dụ xe máy chỉ kéo cái không có được đâu, không quen đâu cả đấy, không các chỉ máu tôi thì bây giờ nó gan nó không như mỡ chỗ này, kéo như thế này mà tôi bảo tôi đi siêu âm mù các cô y tá bác sĩ tôi bảo em kiểm tra lại cho anh sang kỹ, nhưng mà có một cái này máy của hóng chứ cháu chỉ đọc thì cháu làm sao từ siêu thì làm sao mà máy biết cái bài cháu sẽ làm đâu. Đấy, cho nên các bạn không có thì cháu bảo không có. Đấy, để báo cáo quý vị đấy, nó rất hay như thế, nhưng mà mong quý vị là tích cực tiền cho trường đá và Viện Nghiên cứu và Ứng dụng Bấm huyệt Thập Chỉ Liên Tâm.